Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả và tiếp tục với các bản tin ngày hôm nay. Bộ Nội an Hoa Kỳ vừa công bố cái kế hoạch cải tổ đi cùng với những gì mà Tổng thống Trump đang muốn. Thứ nhất đó là Tòa Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay tuyên bố sẽ không thụ lý một trong hai đơn kiện về travel ban, tức là lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump. Tòa Tối cao Pháp viện tuyên bố lý do là không cần phải thụ lý nữa, thì tự động cái lệnh cấm đầu tiên của Tổng thống Trump cũng expire, có nghĩa là hết hạn trong tháng 10 này. Và chúng ta còn nhớ là từ 3 tháng trước đó, Tổng thống đưa ra cái kế hoạch mà 90 ngày đang ngăn cấm thì đã gặp phải cái sự nhiều đơn kiện, trong đó có tiểu bang Maryland đã kiện. Thì Tòa Tối cao Pháp viện ngày hôm nay nói một trong những cái đơn kháng cáo từ tiểu bang Maryland tòa sẽ không thụ lý và để cho tự động nó bị tiêu hủy bởi vì hết hạn. Tuy nhiên còn một đơn kháng kiện thứ nhì nữa từ tiểu bang Hawaii thì tòa chưa đưa ra quyết định. Trong số đó thì Tổng thống Trump cũng đã làm mới lại cái lệnh cấm du hành bằng cách bao gồm luôn Bắc Hàn, Venezuela trong cái đơn cái sắc lệnh mới nhất về cấm du hành. Trong khi đó thì các quốc gia Hồi giáo, trong đó kể cả Iran, vẫn nằm trong cái lệnh cấm du hành này, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay những vị quý vị đang nhìn thấy đó là Bộ Nội an tuyên bố là sẽ âm thầm trong thời gian qua cải tổ hệ thống để nhằm đáp ứng một cách hữu hiệu hơn với kế hoạch và sắc lệnh của Tổng thống Trump. Trong thời gian này, lý do là đến ngày 5 tháng 3 sang năm 2018 là thời hạn chót Tổng thống Trump muốn Quốc hội phải có một cái quyết định về những người trẻ theo bố mẹ là di dân bất hợp pháp. Đây là thành phần được gọi là Dreamers hoặc là DACA. Thì cái kế hoạch này của Bộ Nội an là từ bây giờ đến tháng 3 sang năm đó cải tổ để thích ứng. Nếu trong trường hợp, thưa quý vị, mà có luật mới thì Bộ Nội an sẽ đáp ứng kịp thời, bởi vì họ làm việc chung với Sở Di trú và Bộ Tư pháp. Và cho dù có luật mới thì Bộ Nội an cũng có đầy đủ, thứ nhất là nhân lực và hệ thống điện toán để mà có thể đáp ứng với tình hình mới. Bộ Nội an cũng là bộ để theo dõi cái tình hình khủng bố ở trong nước, đi kèm chung với những cái lệnh về áp lực cái hiệu áp dụng cái ảnh hưởng của vấn đề di trú nữa, bắt bớ di trú rồi kiểm tra di dân vân vân, thưa quý vị. Cho nên đó cũng là một trong những nỗ lực hiện nay. Mọi người vẫn đang chờ để liệu xem DACA có được hai đảng ủng hộ. Lẽ đương nhiên đảng Dân chủ ủng hộ rồi. Đảng Cộng hòa cũng hứa hẹn sẽ đi cùng với đảng Dân chủ. Và nếu như thế thì 800.000 trẻ em có cơ hội ở lại Mỹ. Bởi vì ngày hôm nay đã Thảo Yên họ nói đó, không những trẻ em nữa, mà trong số này có những trẻ em học trong ngành sư phạm. Các em muốn dạy học. Các em đang dạy. Bởi vì trong số này cũng có những các em đã tốt nghiệp trong ngành sư phạm và đang dạy những trẻ nhỏ. 20.000 giáo viên có nguy cơ mất việc nếu mà không có kế hoạch cải tổ này. 20.000 giáo viên này là thành phần Dreamer DACA. Họ đang xin cứ 2 năm một lần để được ở lại Mỹ, có giấy tờ hợp lệ để đi làm và đóng thuế. Tuy nhiên, hồ sơ di trú của họ không phải là thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ này. Vâng, thưa quý vị, quay trở về với những bản tin địa phương. Thì mới hôm đầu tuần, Thống đốc Jerry Brown đã vừa ký một cái dự luật gọi là SB 17.
được xem là một cái nỗ lực của tiểu bang Cali nhằm ngăn không cho các tập đoàn dược phẩm có thể nâng giá thuốc vô tội vạ như hiện nay. Thì cái luật mới SB 17 này yêu cầu các công ty sản xuất thuốc phải thông báo cho chính phủ và các công ty bảo hiểm trước 60 ngày nếu như mà muốn tăng giá một loại thuốc nào đó hơn 16%, và đương nhiên là phải liệt kê rõ cái lý do vì sao mà lại tăng giá. Thì và kèm theo đó thì các công ty bảo hiểm thì cũng phải giải thích rõ là nếu như mà tăng giá bảo hiểm thì tăng do đâu, vì loại thuốc nào, chứ không phải muốn tăng là tăng. Thì yêu cầu này được biết là sẽ giúp cho các bác sĩ họ có đủ thời gian để mà quyết định thay thế loại thuốc khác cho bệnh nhân nếu như giá thuốc tăng quá cao. Thì cái dự luật này được đưa ra ngay sau khi mà chắc mọi người vẫn nhớ cái vụ tăng giá kỷ lục của loại thuốc EpiPen, chỉ từ 13 đồng mấy cho một pack 2 chai lên đến gần 600 đồng cho một pack. Và ông được biết cái dự luật này là do ông thượng nghị sĩ Ed Hernandez thuộc đảng Dân Chủ đã viết ra, là bởi vì bản thân của ông cũng là một bác sĩ nhãn khoa. Thế nên theo lời của ông hiểu rõ hơn ai hết là nếu muốn ngăn chặn cái tình trạng tăng giá vô tội vạ này thì phải bắt đầu từ gốc rễ, đó là những công ty sản xuất thuốc. Theo như ông nói thì 3%, xin lỗi quý vị, 3/4 số tiền mà bệnh nhân hoặc các hãng bảo hiểm trả cho một loại thuốc thì đều về tay các công ty dược phẩm này. Và theo ông, nhiều tiểu bang hiện nay đang có cùng một cái mối bận tâm giống như tiểu bang Cali, và từ từ chúng ta sẽ thấy tất cả các tiểu bang khác cũng có những cái dự luật tương tự như vậy. Từ Hoa Kỳ đến quốc tế, một trong những bản tin lớn từ nhiều ngày qua đó là Catalonia. Catalonia có thể được xem là Hồng Kông, bởi vì họ có cả một cái định chế hành chính riêng, cho nên mặc dù tiếng Anh dùng chữ Catalonia President, thế nhưng chúng ta có thể tạm dịch là trưởng quan hành chính, tương tự như Hồng Kông. Gọi thống đốc cũng không đúng, gọi tổng thống thì cũng chẳng đúng nữa. Ở bên Việt Nam họ là thủ hiến, đúng không anh? Thủ hiến cũng không có chính xác gì lắm, cho nên gọi ổng là trưởng quan hành chánh tôi có lẽ có lý, bởi vì họ vẫn trực thuộc trung ương. Vâng. Nhưng mà họ có những cái có parliament riêng. Cho nên họ đưa ra những cái định chế, và ngày hôm qua thì họ có tuyên bố độc lập hay không. Hôm nay ông thủ tướng Rajoy của Tây Ban Nha muốn bên phía Catalonia khẳng định các anh có tuyên bố độc lập hay không. Thì khi hỏi câu đó thì mấy ông nghị mới lấy tay gãi đầu, không ai trả lời hết. Chúng tôi trả lời ngay sau phần quảng cáo để gửi đến quý vị cái bản tin rất là kỳ khôi này, ngay sau phần quảng cáo quý vị.